bạn, đây là món quà gì? Và để trả lời câu đố, bây giờ sẽ là cho các bạn biết đây là đáp án. Đây, tay mình bóc ra. Dễ thương lắm các bạn. Dễ thương lắm. Đây, con này mình thích nhất là con cục đuôi này nha các bạn. Bởi vì nó lạ và nó rất giống ba của nó nha các bạn. Nó tên là nó tên là Mina nha các bạn. Con này nó tên là Kami. Con này nó tên là Hina nha các bạn. Và con này nó giống ba nha các bạn. Đây là con ba của nó nha. Con ba nó cục đuôi giống con nha. Và con ba của nó tên là Win nha các bạn. Còn đây là bà nội của nó, tên là Kimon nha các bạn. Rất là dễ thương luôn. Đây đây nha các bạn. Đây là bye bye các bạn. Và nếu các bạn thấy video này hay, hãy cho mình một like, một share và một đăng ký. Cảm ơn các bạn. Bye bye các bạn.